nay tôi lại có anh em cầm sang qua cho một cái bức tượng Phật Bà sapphire vàng, hàng này có qua xử lý nha. Bức này cân nặng là 42 carat. Sapphire vàng. Tôi quay lần thứ nhiều lần, chả nhớ là bao nhiêu lần, cho anh khách hàng của tôi ở trong Nghệ An. Anh ấy muốn tìm một bức Phật Bà để anh ấy đeo trọn đời. Tôi cũng rất hỗ trợ anh ấy bằng cách là quay và tìm kiếm những cái sản phẩm nó đẹp. Thì bây giờ nói chung là cái chuẩn đẹp của tôi với của anh ấy lại khác nhau. Với cái thứ hai là anh ấy không chủ động, anh quyết định được mà anh lại phải qua một cái tâm linh. Thế là tôi cứ có sản phẩm nào tôi lại quay cho anh ấy để xem phù hợp không nhá. Thế em xin phép em gửi đến anh cái sản phẩm này. Đây là một cái bức Phật Bà cưỡi rồng, gọi là Quan Âm Quá Hải đấy. Thì em cũng nói nhiều lần rồi, nói chung là về sapphire thì nó rất là trong. Thế nên là qua một số cái hình ảnh phản chiếu thì một số đường nét nó sẽ không nhìn thấy. Thì em cứ quay trước cho anh lên để cho anh xem. Và hôm trước thì tôi đã quay một số cái sản phẩm mà sapphire nó trong hơn. Mình đưa cho anh mấy hai bức này được không? Ở trong thì giá trị lên đến 1 triệu 2 triệu rưỡi một carat, cũng lên 4 mấy triệu. Bức này thì 42 carat, thì nặng gấp 3 lần, thì giá cũng thế thôi, 42 triệu. Đây, một sapphire. Đây, có hai cái bức sapphire nhà thơm hôm trước thì giá cũng tầm tầm đấy. Đây, nhỏ hơn xíu này. Đấy, cái này thì to, thịt nhiều nhưng mà màu sẽ là màu đậm. Còn hai bức này là hai bức vàng chanh nhá. Thì đây là cũng là một số, thì bây giờ thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Nói chung là tôi quay cho anh xem, anh khách hàng tôi xem để anh ấy tự nói chung quan điểm về 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 độ đẹp của mỗi người thì khác nhau. Thì tôi quay cho về bức này cũng khá đẹp này. Đấy, bức này tôi nhớ không nhầm là thành 18 hay 19k đấy, gần 20k. Thì giá xem nhau gần 50 triệu. Bức sản phẩm này thì trong hơn, chất lượng cao hơn. Sản phẩm này thì sẽ rẻ hơn một nửa tiền, hơn một nửa tiền. Nhưng do cân nặng cao nên giá tiền cũng xem nhau. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào tạm biệt anh chị. Và hai sản phẩm này là những cái sản phẩm mà tôi giới thiệu lại thêm YouTube của Vàng Tahi Phạm nhé. Thì rất mong sự ủng hộ của anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào tạm biệt.